chuyển khoản này bạn ấy vay 3% và sau đó lãi bắt đầu tăng lên 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ mà bạn ấy không đỡ kịp. Nên tóm lại là sau đó là không giải được nợ. Thế hơn 2 tỷ không giải được thì đi Thái Lan luôn. Thông thường thì người ta miền Bắc người ta sẽ đi miền Nam sẽ đi miền Bắc, tắt máy 3 năm sau quay về. Thế bạn này bạn đi Thái Lan luôn, 5 năm sau mới quay về. Đấy nên là nhiều anh em khởi nghiệp táo bạo nhé. Đôi khi bạn không chỉ mất tiền, mất cả uy tín luôn, không có cơ hội làm lại. Nên là phần này thì tôi khuyến khích nhiều anh em là chúng ta bình tĩnh thôi. Liên quan đất đai thì rất là hấp dẫn nhưng mà nhiều anh em thì nên bình tĩnh thôi. Không đòn bẩy thì rất là khó thành công vì chờ con tiền nó lâu, nhưng mà đòn bẩy quá tay thì đấy chỉ có nhảy lầu số 5 lạm dụng đòn bẩy. Ở đây bao nhiêu bạn thấy một vài người quen lạm dụng đòn bẩy đấy, nên nhiều anh em cẩn thận nhé.